Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con khú mặt, cái xin nhưng mà màu khú mặt này các bạn, chữa. Và một con cái xin chữa mẫu cực kỳ độ. Đây trước mặt bạn là bọt khú nè, khú tơ các bạn, tâm chữa lúc đầu tiên luôn các bạn. Chữa 5 tháng nha, chữa bò xin 5 tháng, bao chữa bao khám, khú tơ, chân móng hoàn thiện, rúng nè, bốn vú đều. Chân móng đồ hoàn thiện hẳn băng nè các bạn không, móng móng sò, bốn vú đều nè, rúng nè, rúng dài nè, yếm nè, yếm dày nè các bạn. Đó, sải tích thì nghiêm chỉnh hết, lưng hẳn băng các bạn, lưng hẳn băng. Sải mặt sải lưng nghiêm chỉnh, ăn uống đồ các bạn không, nách ăn con khú rất là giỏi các bạn, ăn uống đồ rất là giỏi nha. Chữa 5 tháng các bạn. Đó, chữa nọc xin 5 tháng, bao chữa bao khám. Giá 28 triệu các bạn, giá 28 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đây. Rúng nè, không lan giá nha, rúng nè. Bốn vú đều nè. Chân móng nè, móng sò hoàn thiện nè bạn. Đó. Móng sò hoàn thiện nè. Sải lưng nè. Sải mặt nè, nghiêm chỉnh hết, chính xác hết các bạn. Giá 28 triệu các bạn. Đôi cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Cao 1m3 bò nè, đít nè. Đít cao 1m34 bò. Bò rất thèn. Khú tơ. Chữa 5 tháng xin. Đó, cao 1m3 bò. Đít là cao 1m34 bò. Quyền bò luôn các bạn, rúng yếm sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng sò, lông đuôi 100. Chữa 5 tháng, chữa bò xin 5 tháng các bạn, bao chữa bao khám nha. Giá 28 triệu các bạn. Giá 28 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, bạn không? Bò khú tướng cực kỳ lực nha các bạn. Đó. Ăn uống cái đó đang các bạn thấy cái làm miệng không? Ăn ngốn ngốn các bạn. Ăn uống rất là giỏi các bạn. Chữa 5 kháng xin nha. Cao hết 3 bò giá 28 triệu các bạn. Còn đây là cái xin chữa nè các bạn. Mẫu cực kỳ độ. Xin chữa mẫu cực lực kỳ độ. Con này đúng mẫu Bombay các hùng hết biết luôn các bạn. Mẫu độ mà các bạn. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh. Thấy cái rúng là thấy tê ngừ các bạn. Yếm dày. Hùng hết biết luôn các bạn. Con này chữa 7 tháng các bạn. Chữa bò xin 7 tháng. Bao chữa bao khám. À, chữa bò xin 7 tháng các bạn. Bao chữa bao khám các bạn. Đó, đỏ ao không lan giá chỗ nào hết các bạn. Đỏ ao không lan giá chỗ nào hết các bạn. Nết ăn nết uống rất là giỏi các bạn. Ôm chữa lứa thứ 3 7 tháng chữa bò xin. Ôm chữa lứa thứ 3 7 tháng chữa bò xin cho bạn. À, đỏ ao luôn các bạn không? Thấy cái rúng nè, bốn vú đều nè. Đó, nết ăn nết uống rồi rất là giỏi các bạn. Lưng hẳn băng các bạn, lưng hẳn băng, đòn dài. Chữa 7 tháng, chữa bò xin 7 tháng các bạn. Đó, bao chữa bao khám các bạn, bao chữa bao khám bao lòi luôn các bạn. Anh em mua cứ yên tâm nha. Chữa 7 tháng bò xin, âm chữa lứa thứ 3. Giá 36 triệu bạn, giá 36 triệu. Đó, hùng hết biết luôn các bạn không? Yếm dày, sải mặt sải lưng đồ nghiêm chỉnh, mẫu cực kỳ độ các bạn. Đó, cái xin này mẫu cực kỳ độ, lưng một lưng luôn, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Cùng chân cùng xương được chà bá, đây. Rúng nè. Chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Rúng nè, chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Sải tích thì nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá 36 triệu các bạn, chữa 7 tháng các bạn, chữa bò xin 7 tháng, âm chữa lứa thứ 3. Bao chữa bao khám bao lòi. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Lưng một lưng luôn các bạn, đúng mẫu mà các bạn, lưng một lưng luôn. Bò này mẫu cực kỳ độ các bạn, lưng một lưng luôn. Rúng yếm sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Quyền bò các bạn, con này quyền bò, không lan giá kệ đuôi chà bá luôn các bạn. Đây đồ cận cảnh anh em thấy luôn các bạn, cao 1m3 bò nè các bạn. Đít nè, đít 1m34 bò nè. Ngày giữa lưng cao 1m3 đến cao 1m34. Đó, chữa 7 tháng bò xin. Âm giữa lưng thứ 3 giá 36 triệu. Hùng hết biết luôn các bạn, hùng lớn lắm các bạn. Bò này ngoài hùng lớn lắm. Bốn vú đều nè.
yếm dày nè, sái tích là chính sái hết các bạn, không lan giá chỗ nào hết. Mẫu bò cực kỳ độ các bạn, giá 36 triệu bộ, giá 36 triệu cái sinh chữa này các bạn. Đó các bạn, hai cái nách ăn không? Rất là giỏi các bạn, nách ăn đồ rất là giỏi. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, thấy cái dàn rúng nó thấy tê người các bạn. Đó, rúng nè, bốn vú đều nè. Đó, dàn rúng nè, bốn vú đều nè, chân móng nó hoàn thiện hết các bạn. Giá 36 triệu các bạn, giá 36 triệu. Ôm chữa 7 tháng các bạn, ôm chữa thứ 3 7 tháng, chữa bò xin, cao mét 3 bò, đít cao mét 34 bò, giá 36 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.